chào mừng tất cả quý vị cùng đến với vòng 2 của bố là tất cả được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Bây giờ không biết Khánh Ly con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bố Hiếu à? Ok, sẵn sàng. Em với anh về vị trí của mình. Em qua muốn qua này không? Dạ em ạ. Thôi đi. Cô Lan sẽ cho Khánh Ly được cái quyền lựa chọn là con chọn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ. Hình thì con sẽ gặp chú, còn câu hỏi chữ con sẽ gặp cô Phương Lan xinh đẹp. Dạ là hình. Xin được hỏi bé Khánh Ly đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bố Hiếu đã sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi hình dành cho bố Hiếu và bé Khánh Ly như sau, xin mời. Nó là con vật có cái sừng trước lỗ mũi. Con tê giác. Yes. Hay quá. Con trâu nó cũng có hai cái sừng nè. Con trâu nhưng mà nó chỉ có cái sừng ở trên đầu chứ đâu có ở dưới mũi. Con tê giác là đáng chính xác. Chúc mừng con rồi. Dê nè, hai bố con dê nhau cái nè. Yeah. Rồi, giờ mới nở nụ cười nữa nè. Rồi, vậy thì bây giờ mình đúng một câu là mình có được mấy điểm nè? Dạ, một điểm. Đúng rồi. Bây giờ con muốn hình hay chữ nữa nè? Dạ, là chữ. Chữ à, tới em. Thời tới. Rồi, nếu như con được phép bỏ một nội quy trong gia đình của mình, thì con muốn bỏ điều gì? Mời anh ghi ra. Ba, hai, một. La con nhẹ nhàng, còn bố nói là không giữ em. Không giữ em. Bây giờ con cứ chia sẻ đi. Tại sao con lại muốn là bố la con nhẹ? Nhiều khi con học thì con được giỏi, nhưng là con khóc á, bố nói là đừng có khóc. Khóc là dành cho những người yếu đuối. Thì con muốn là bố nhẹ nhàng để cho con có thể thoải mái học hành hơn, đúng không? Cái này thì chú Phúc đồng cảm được. Tại vì có lần chú Phúc cũng đã nói với bé Chip như vậy đó. Đúng rồi. Bé Chip mới nói với chú một câu như vậy nè. Khánh Ly biết sao không? Bố có dũng cảm hay không? Bố đi chích bố còn sợ. Bố sợ độ cao, bố sợ tùm lum hết. Mà tại sao bố nói con hãy dũng cảm lên, bố không cho con khóc. Không biết là khi anh Hiếu nghe bé Khánh Ly chia sẻ điều này thì anh nghĩ sao ạ? Bố sẽ chia sẻ với con lại những cái công việc học tập của con. Bố sẽ nói chuyện với con nhẹ nhàng hơn. Không la mắng con khi có những việc khó khăn. Đôi khi anh ông trời còn khóc nữa mà, đúng không anh? Đúng. Cho nên là bé đôi khi là, tại vì bé biết là bé cũng đã tự giác được bé là chị, nhưng mà đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày đi, bé vừa phải gương mẫu cho em nè, rồi ví dụ việc học hành cũng phải làm gương, thì có thể là đôi khi trong cuộc sống bé sẽ hơi bị áp lực. Anh nói là phải mạnh mẽ lên, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà bé khóc á, biết đâu bé sẽ được giải tỏa, bé giải tỏa được cái cảm xúc đó ra ngoài, bé sẽ khỏe hơn. Còn dù anh không cho bé nó phải mạnh mẽ lên thì bé kìm cái đó lại, mà thường càng kìm thì nó sẽ dễ dàng, nó dễ bị ức chế cái tâm lý của bé hơn và bé sẽ bị căng thẳng hơn. Và đó là cái mà nãy giờ anh với Lan nhìn thấy ngay từ đầu, là đầu em hơi chia sẻ bằng tí xíu là khi em nhìn thấy bé Khánh Ly từ nãy giờ rất nghiêm túc và rất là lúc nào cũng nói năng rõ ràng mạch lạc, thì em nghĩ là cô bé này sẽ là một cái gì đó phản ánh hình ảnh của người bố hoặc người mẹ. Và nếu như bố nghiêm khắc, bố sẽ tạo ra một cô bé nghiêm khắc như vậy. Sau này á, con có cái gì mà con cảm thấy là con không hiểu, con không biết, con có thể tâm sự với bố. Thưa quý vị, câu hỏi này thì Hồng Phúc nghĩ là rất là hay và ý nghĩa mà các anh chị biên tập muốn gửi đến cho bố Hiếu và bé Khánh Ly. Tuy là hai bố con không trả lời đúng, nhưng mà hai bố con nó hiểu và trải lòng được với nhau. Bố Hiếu cũng như là bé Khánh Ly đã chiến thắng câu hỏi này, gỡ những cái nút thắt, những cái gì mà rào cản với nhau. Và chúc mừng hai bố con nha. Bây giờ thì hai bố con sẵn sàng đến với câu hỏi tiếp theo chưa ạ? Bố Hiếu sẵn sàng. Khánh Ly sẵn sàng. Sẵn sàng. Giờ thoải mái rồi. Con vật mà bố sợ nhất là con gì? Bố ghi rồi rất nhanh thoải luôn. Thoải mái rồi, giờ vui rồi. Thật ra là tụi em thích cái vòng này lắm, có rất nhiều tâm tư tình cảm chia sẻ. Dù đúng hay sai nhưng các bé được nói với bố mình và bố mình cũng được chia sẻ lại con mình. 5, 4, 3, 2, 1. Giơ bảng. Đúng luôn. Hay quá. Để con kể. Rồi con kể đi. Dạ là có lần mà bố lên coi phim xong rồi con hay mong mình bố nói là bố thấy có con chuột chạy ngang qua, xong bố hết hồn á, bố định đập nó nhưng mà bố lại làm bể cái bình rượu. Vậy là tính ra bố cũng có nỗi sợ hãi. Dạ. Đó. Bố còn ngã cái đùng ra. Ngã cái đùng luôn hả? Trời ơi, ngã cái đùng luôn. Thấy con chuột ngã cái đùng luôn. Bể bình rượu luôn. Sao anh ạ? Anh Hiếu chia sẻ thêm ạ. Thực ra thì những cái con vật này mà có lông lông mà mình sợ thôi. Con có được một điểm nữa. Một điểm nữa. Chúc mừng con. Yeah, vậy cho bố này. Yeah.
Bây giờ câu hỏi chữ hết rồi. Bây giờ Khánh Ly bắt buộc phải lựa chọn chú Phúc thôi. Câu hỏi hình tiếp theo dành cho Bố Hiếu và bé Khánh Ly đó là, xin mời. Rất okay. Là dễ đó mà. Dạ rồi. Nhà mình có hai chiếc gì? Hai chiếc gì mà bố thường hay chở Khánh Ly đi chơi nhỉ? Chở khoai tây đi chơi nhỉ? Hai chiếc xe máy. Ok. Ủa vậy thôi hả? Bang. Chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi. Mình có thêm được một điểm. Rồi câu hỏi cuối cùng. Xin mời câu hỏi hình cuối cùng dành cho Bố Hiếu và bé Khánh Ly đó là. Quá dễ anh hai, quá dễ luôn. À, nó có màu đỏ. Cà chua nè. Ăn vào thì rất là nhiều dinh dưỡng. Bố cũng đã từng mua cho Khánh Ly ăn rồi. Con chỉ nhớ là quả táo thôi à. Và đáp án cuối cùng của con đó là trái táo. Là đáp án chính xác. Vâng, kính thưa quý khán giả, và sau 5 câu hỏi, bé Khánh Ly và Bố Hiếu đã xuất sắc hoàn thành được 4 câu hỏi và có được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp bố con tiếp theo. Đó chính là bố Hoàng Sơn và bé Khả Như. Xin mời. Thưa quý vị, nếu như phần thi của bố Văn Hiếu và bé Khánh Ly đầy cảm xúc và đã lấy nước mắt của khán giả, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem phần thi của bố Hoàng Sơn và bé Khả Như sẽ như thế nào. Lấy tiếng cười của khán giả à. Con nghĩ là bây giờ trong 5 câu hỏi, con sẽ trả lời đúng được mấy câu hỏi? Dạ, hết 5 câu hỏi luôn. Hết 5 câu hỏi luôn, dữ luôn. Con chọn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ nè? Dạ, câu hỏi hình. Câu hỏi hình. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Khả Như con sẵn sàng chưa? Yeah. Câu hỏi đầu tiên hình dành cho bố Sơn và bé Khả Như, xin mời. Con gì á mà buổi sáng á mà nó? Con gà. Gà gì? Gà gì? Dạ là gà trống. Con gà mái nó cũng buổi sáng nó cũng như vậy, con vịt nó cũng như vậy. Con ơi, gà mái thì nó kêu sao? Cục tát. Đó, còn gà trống, kêu sao? Con vịt. Con vịt kêu quạc quạc. Vậy là đáp án của con đó là con gà trống. Đúng rồi. Rồi, bây giờ câu tiếp theo là hình hay chữ nè? Vừa thắng xong lên. Dạ là hình. Câu hỏi thứ hai hình dành cho bố Sơn và bé Khả Như, xin mời. Thường chưng ở nhà mình để, ví dụ như để trên bàn nè, mình chưng thì đó là ở dưới là gọi là cái gì? Cái chậu hoa. Cái từ sao đúng rồi con? Không phải cái chậu mà là cái gì ấy, gọi là cái gì nữa? Không phải gọi là chậu thì mình gọi là cái gì? Gọi bình là... bông. Không phải. Cái từ hoa là đúng rồi, bình hoa. Và đáp án cuối cùng của con đó là bình hoa. Chúc mừng con. Trời ơi. Vậy từ nãy giờ mình đúng được 2 đáp án là mình có được mấy điểm nè con? Dạ được là 2 điểm. 2 điểm. Rồi. Bây giờ con hỏi tiếp theo, con muốn hình hay chữ nè? Dạ chữ. Nơi mà bé thích được đi du lịch là nơi nào? Gì vậy? Tôi thấy nhắc là bố nhà nhà. Ở nhà chắc chị này là hay tâm sự với bố nhiều nè, hay nhá với bố nhiều lắm. Cưng lắm, con gái là rất là gần với bố. Chết rồi, lỡ khi bố đi biển thì sao? Chỉ ghi chưa? Mà chỉ nhìn bố nữa kiểu. Chắc chưa? Dạ chắc. Thấy mặt chị, trời cái mặt chị lém lắm nha, cái mặt gì? Chỉ còn nhá là trời ơi. 1, dơ bảng. Dơ bảng nè, 2, 3. Dũng. Đây, để kể cho nghe. Rồi. Lúc nãy, hôm nay hỏi là con thích đi đâu du lịch? Con thích đi biển, biển suối mơ. Cái má nói, ủa con biển mà còn cái suối mơ là suối. Xong rồi cái hồi nãy hỏi bà, giờ biển hay là suối mơ? Bấm rồi. Bố hoài. Nhắc mà vẫn sai. Nhắc mà vẫn sai chưa? Ghi trước rồi. Nhưng mà cho em hỏi là tại sao bé đây ghi suối mơ mà anh lại ghi là Vũng Tàu ạ? Con thường đi Vũng Tàu rất là nhiều, hay kêu bố chở con đi Vũng Tàu. Còn suối mơ là hình như có đi một lần mà rất là lâu rồi. Sao con chở suối mơ mà không phải là Vũng Tàu? Hôm trước được đi suối mơ vui lắm, còn có dòng suối nữa, má phải không? Cho nên con thích đi suối mơ. À, có nghĩa là
bé được đi Vũng Tàu nhiều, nhưng mà lâu lâu bé mới được đi xuống Mơn, và lần đầu tiên bé thích được thấy cái dòng thác, dòng suối nó chảy xuống. Bây giờ con nói là bây giờ trên chương trình này nè, con nói dụ bố này chắc đi chơi con đi xuống Mơn đi. Nói cho bố nghe nè, bố Sơn đang con, nghe nè. Con nói với bố đi, con xin bố đi, nói bố ơi, mai mốt là bố dắt con đi xuống Mơn đi. Bố ơi, mai mốt bố dắt con đi xuống Mơn đi. Đó. Ok con này. Ok con. Đó thấy không, mình có được kèo xuống Mơn rồi, thấy hay không vậy? Không sao, ở đáp án này mặc dù là không trùng khớp nhưng mà bé Hời đường chuyến du lịch xứ Mơ. Con chọn hình hay chữ nè? Dạ chữ. Chữ rồi. Loại nước uống mà bố thích là nước gì? Cà phê. Hạt é, hạt chia nè. Bé là bé không có biết là bố thích uống nước gì, nhưng mà bé quan sát thì bé em cảm thấy là bé thấy là bố hay uống cái nước đó nên là bé ghi. Bỏ giấy trắng cũng bị dễ nha, thương ba. Quá nè. Hai. Trời ơi, cưng á. Một dơ bảng. Xăm xăm. Anh ít khi nào mà đi ra ngoài uống lắm. Khả Như ơi, bố có uống cái nước xinh xăm này bao giờ chưa con? Dạ rồi, nhưng mà con thấy nhà con em con nó uống nhiều hơn luôn á. Em uống nhiều hơn. Chúng em uống nhiều hơn. Rồi, không sao hết. Bây giờ tới câu hỏi cuối cùng nè. Xin mời. Dễ quá. Trái gì á mà con hay ăn á, mà cái hộp thì nó rất là nhỏ, mà nó cứng cứng á, mẹ hay mua về mẹ ăn, mẹ chấm muối đó. Dưa hấu. Cái hộp nó nhỏ hơn cái hộp dưa hấu nữa. Chỉ mà có cứng. Thể là hăng long. Không nhưng phải. Mà hăng long làm sao chấm muối? Ổi. Đáp án của con cuối cùng đó là trái. Ổi. 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 Dễ thương quá. Hay quá. Anh ơi, em ngại với bé quá. Sao vậy? Ngại á, câu của em sai. Biết vậy con chọn hỏi hình rồi. Con Lan cảm thấy rất là có lỗi với con. Vậy là trải qua 5 câu hỏi thì bố Hoàng Sơn và bé Khả Như đã đúng được 3 câu hỏi. Có nghĩa là hai bố con đã có được 3 điểm.